Phạm Băng Băng tỏa sáng tại Cannes với Đầm Cánh Bướm của Trung Thành Phong. Trong một sự kiện thuộc khuôn khổ liên hoan phim Cannes lần thứ 76, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã mặc thiết kế cánh bướm thuộc bộ sưu tập TTP No 2 của nhà thiết kế Trung Thành Phong. Bộ thiết kế của Trung Thành Phong ra mắt hồi tháng 4 tại Phú Quốc. Trong đó, thiết kế cánh bướm lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của loài bướm pha trộn hơi hướng vị lai. Bộ đầm được làm từ vải lưới và mica tráng gương, mất hơn một tháng hoàn thiện. Kỹ thuật dựng có set thắt eo với phần tùng form 3D để tạo độ bồng bềnh. Nhiều người đánh giá cao thiết kế của nhà thiết kế Việt, đặc biệt là cách xử lý phần eo. Trung Thành Phong cho biết, sau show diễn của bộ sưu tập này một tuần, stylist của Phạm Băng Băng đã liên hệ với anh để đặt làm thiết kế cánh bướm cho diễn viên chuẩn bị tới Cannes. Dựa trên mẫu đầm gốc, anh chỉnh sửa theo số đo của nữ diễn viên để kịp gửi sang Trung Quốc. Toàn bộ phần cánh bướm cắt laser, còn cườm và pha lê Swarovski được đính thủ công trên thân váy. Phạm Băng Băng năm nay 42 tuổi, là một trong số sao nổi tiếng và quen thuộc khi nhiều lần tham gia liên hoan phim Cannes. Cô liên tục được các tạp chí uy tín như Vogue, Elle, Harper's Bazaar xếp vào nhóm sao mặc đẹp tại liên hoan phim này. Trước khi mặc đầm của Trung Thành Phong, ngày 16 tháng 5, Phạm Băng Băng gây chú ý khi dự thảm đỏ mở màn liên hoan phim Cannes với chiếc váy hổ cầm của bạn thân, nhà thiết kế Bốc Hà Văn. Năm nay, cô thu hút sự chú ý rất lớn từ công chúng và truyền thông vì đây là lần tái xuất của nữ diễn viên tại sự kiện này. Từ giữa năm 2018 tới 2022, cô vắng bóng tại Cannes vì scandal trốn thuế.